Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở cửa hàng mua bán iPhone.vn. Và ở đây mình đang có đó là chiếc iPod Nano thế hệ thứ 7, đời mới nhất mà Apple vừa mới giới thiệu. Thì chúng ta có tất cả là 7 màu cho chiếc iPod Nano này. Chúng ta có màu tím, màu đen hơi xám, đây là màu xanh lá, màu bạc, đây là màu vàng, màu hồng, và sau cùng là màu xanh. Những màu rất là tươi, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đập hộp một chiếc. Các bạn thấy là cái hộp của nó rất là giống với cái hộp của iPhone và iPod Touch thu nhỏ. Cách đóng hộp rất là giống nhau. Đây, nó chỉ có một mức dung lượng duy nhất là 16GB. Màu xanh. Chiếc hộp rất là đẹp. Bên trong chúng ta có một cái iPod Nano, sách hướng dẫn sử dụng nhanh của Apple, một sợi cáp sạc, đây là cáp sạc Lightning chứ không còn là cổng sạc 30 chân cũ nữa. Và sau cùng đây là cái tai nghe iPod. Những cái phụ kiện này đều giống với cái iPhone và iPod Touch. Chỉ có điều là cái máy iPod Nano này thì nó không có cái dây đeo tai giống như là iPod Touch. Rồi, đây là iPod Nano. Các bạn thấy là nó có một cái thiết kế bên ngoài nhìn rất là dễ thương. Mình có cảm giác là nó giống như là một chiếc iPhone thu nhỏ lại vậy. Trên chúng ta có một cái màn hình 2,5 inch, bên dưới là nút home. Và trong tất cả những cái đời sản phẩm của Apple thì iPod là cái sản phẩm mà Apple thay đổi cái thiết kế liên tục nhất. Nhớ lại cái thời iPod Nano đời thứ 6 thì đó là nó có một cái hình thiết kế hình vuông và chúng ta có thể gắn thêm dây đeo cho nó để biến thành một cái đồng hồ. Trong khi lên tới đời này, đời mới nhất, đời thứ 7 thì Apple đã kéo dài nó ra cho màn hình lớn hơn, thon hơn, kích thước 2,5 inch. Và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không thể dùng nó để làm một cái đồng hồ, mặt đồng hồ đeo tay được nữa. Ở mặt sau chúng ta có logo của Apple, iPod. Ở cạnh dưới đó là cái cổng sạc Lightning. Đây là cổng sạc mới, iPhone 5 và iPod Touch cũng sử dụng cái cổng sạc này. Đây là cái cổng âm thanh 3.5. Ở cạnh trái thì chúng ta có hai cái phím tăng giảm âm lượng rất là to, rất là dễ bấm. Và cái phím giữa đây nó là cái phím play và bold, bạn có thể nhấn vào giữa như thế này. Ở trên thì ta có một cái cổng nguồn. Những cổng này được làm bằng kim loại và cùng màu với cái màu vỏ của máy. Ở cạnh phải thì hoàn toàn trống trơn. Còn bên dưới này thì nó có một cái phần màu trắng, tức là bằng nhựa, khác hẳn với những cái phần vỏ bằng kim loại xung quanh. Thì mình nghĩ đây là phần nó dùng Apple dùng để bắt sóng cho cái iPod Nano này, sóng Bluetooth, sóng radio. Và nhìn tổng thể thì chiếc iPod này Nano này rất là mỏng. Và đây là loại thiết kế unibody. Các bạn thấy là toàn bộ cái phần vỏ mặt sau cho tới cái phần viền và một phần ít phía trước là nó liền một khối với nhau, không có một cái điểm tiếp xúc nào. Và mình nghĩ là Apple đã làm sản xuất nó bằng cách là tạo ra một cái miếng nhôm nguyên khối, sau đó họ thả đặt cái màn hình từ trên xuống. Đây, nguyên cái phần màn hình màu trắng đây. Và kết quả là chúng ta có một cái sản phẩm unibody rất là đẹp. Và trong tất cả 7 màu thì 7 màu sắc thì nó đều sở hữu cái mặt trước này màu trắng. Ngoại trừ cái màu đen thì cái mặt trước này nó mới có màu đen. Đây là cái giao diện. Chúng ta có tiếng Việt. Màn hình cảm ứng của nó rất là nhạy. Chúng ta không cần phải cài đặt nhiều, chỉ cần mở lên là đã có thể bắt đầu sử dụng ngay. Những cái icon này cũng được làm mới lại. Thay vì những cái icon hình vuông thì Apple đã thay toàn bộ bằng cái icon hình tròn hết. Đây là một cái điểm rất là khác biệt so với những cái đời iPod trước. Để chở ra thì chúng ta có thể vuốt như thế này để chở ra cái màn hình phía trước.
theo Apple cho biết thì thời lượng pin của iPod Nano nó có thể nghe nhạc đến 30 giờ đồng hồ. Và giá hiện nay đang được mua bán iPhone bán với giá là 4,5 triệu đồng. Nếu bạn vẫn thích dùng iPod Nano để làm đồng hồ thì Apple vẫn trang bị cho nó một cái ứng dụng đồng hồ, và đặc biệt là bạn có tới 6 cái mặt đồng hồ khác nhau với màu sắc và cách trang trí cũng khác nhau, nhìn cũng khá là đẹp. Xin cảm ơn các bạn.